What's up? Xin chào các anh em, chào mừng các anh em đã quay lại với channel Boss Gear. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các anh em một con bàn phím cơ nữa. Thì lần này đây là một con bàn phím cơ với đèn LED RGB 16,8 chỉ màu, có phần mềm tùy chỉnh cực kỳ ngon luôn. Đó. Thì về cái vỏ hộp bên ngoài, các bạn có thể thấy một cái hộp rất là lớn, kích thước rất là to như thế này. Mình cầm lên thì cũng không có nặng lắm, chỉ hơi nặng thôi. Và nó cũng in toàn là chữ tiếng đầu không thôi, với cái hình của thằng game ở đấy. Đấy, cái tên của phím là Cao Dê, mình cũng không biết đọc gì, nhưng mà mã của nó sẽ là K100 RGB. Đó, đây là bàn phím cơ hoàn toàn nhé. Và nó trong hộp của nó còn có cả cái sẵn cái quai như này, để mình xách đi xách lại cho tiện luôn. Đó. Và cái hộp thì cũng không có gì chi tiết lắm, mình mở hộp khui luôn cho các bạn xem. Ở bên trong thì chúng ta sẽ thấy có hai cái đệm mút rất là dày ở hai bên như này. Giữa thì sẽ có cái bàn phím. Cái bàn phím được nằm lọt ở giữa và cũng khá là nhỏ chứ không to lắm. Ngoài ra thì chắc chỉ còn cái sách hướng dẫn thôi, mình cũng không lấy ra làm gì. Hộp một bên. Đây. Đây chính là con bàn phím K100 RGB. Con này thì với cái đèn LED RGB rất là ngon. Đây, cái thiết kế bên ngoài các bạn có thể thấy đây là một cái dạng bàn phím theo form tiêu chuẩn. Và nó sẽ dễ dàng được sử dụng để mình có thể chơi keycap các loại được luôn. Chứ không có kén keycap như một số dòng. Và cái layout của nó sẽ là layout kiểu vẫn như thường là gọn gàng như thế này. Không có nhiều các chi tiết thừa thãi. Logo của phím vẫn được đánh được khắc ở trên đây. Ở đây chúng ta sẽ có ba cái đèn báo hiệu và cái lớp trên này sẽ được là bọc bằng kim loại, một tấm kim loại khá là dày. Các cạnh xung quanh sẽ được vast diamond cut CNC ấy, nó sẽ sáng bóng như thế này, nhìn rất là ấn tượng. Và mặt trên này sẽ được sơn tĩnh điện nên các bạn yên tâm là nếu mình sờ vào cái mặt trên này nó sẽ không bị giật, trừ khi mình sờ vào một cái chỗ đường vast này thôi, rất là dễ bị giật điện ở chỗ này. Và các cái keycap của nó vẫn được làm bằng double shot, tuy nhiên sẽ làm nhám cho nên là mình sẽ yên tâm không có bị bám vân tay hoặc là mồ hôi. Đó. Con này keycap thì cũng không được dày cho lắm nhưng mà vẫn được làm double shot cho nên sẽ không có bị phai màu, phai chữ theo cái thời gian sử dụng, là sẽ bền hơn rất là nhiều so với những loại như khác là dê. Và con này hiện thì đang sử dụng Blue Switch của thằng Sinda. Đấy. À, cái con bản màu đen của RGB này thì dùng Blue Switch của thằng CK nha các bạn. Còn bản màu trắng, trắng bạc á, thì nó sẽ dùng Switch của thằng Sinda, nó sẽ chia ra làm hai dòng. Đấy, và cái đặc điểm nổi bật nhất của con này có lẽ là đến từ cái hệ thống đèn LED của nó mà thôi. Còn ngoài ra thì nó cũng không có gì đặc biệt khác nhiều lắm. Đấy, hầu hết thì các bàn phím cơ bây giờ nó cũng làm tương tự khá là giống nhau rồi. Đó, đằng sau thì cũng vẫn có hai cái lẫy để nâng cao phím này và các bốn cái nút cao su để cố định phím. Đấy là về cái bên ngoài, chỉ là mình đi về cái hệ thống LED của con này. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái hệ thống LED của con này nhé. Đó, sau khi mình tắt đèn thì đây chính là cái hệ thống đèn LED của con này, khá là sáng. Và cái con này là hệ thống đèn LED 16 triệu màu RGB nên các bạn có thể thấy là trên bàn phím nó sẽ hiện rất là nhiều màu. Đây, chế độ đầu tiên mặc định Blazing là chớp tắt ấy. Thì chế độ này mình cũng có thể điều chỉnh màu bằng FN và nút đeo để mình đổi sang màu khác. Đó. Mình sẽ đổi chế độ bằng FN và nút Insert để đổi chế độ. Thì cái này nó sẽ có chế độ là chạy theo kiểu neon, tức là sáng đổi lần lượt tất cả các màu. Đó. Ở đây mình có thể đổi chế độ thành nút đeo để mình đổi chế độ thành lượng sóng từ trên xuống dưới. Mình cũng có thể đổi chiều được luôn. Đó. Hoặc là chế độ sáng các phím như thế này. Đó, đây là chế độ mình bấm nó sẽ tỏa ra hai bên. Mình cũng có thể đổi màu được luôn.
Đây là chế độ kiểu rain, tức là mưa. Chế độ này sẽ là kiểu chạy vòng tròn. Đây là chế độ ripple, tức là ấn phím nó sẽ tỏa sang hai bên, như lượn sóng vậy, như cái sóng. Cái này mình cũng có thể chỉnh thành một màu được nhé. Ngoài ra thì con này có cả phần mềm tùy chỉnh, cho nên là các bạn cũng có thể chỉnh bằng phần mềm thì nó sẽ dễ dàng hơn, nhanh hơn. Đây là chế độ mình bấm phím nào nó sẽ tắt phím nó đi, tắt đèn nó phím nó đi. Chế độ này là chế độ yun bò. Đây là chế độ waving. Thì mình có thể ấn nút FN và nút qua bên phải để tăng tốc độ. Và FN nút lên để mà tăng độ sáng cũng như giảm độ sáng. Đây là chế độ bấm phím nào sang phím đó. Đây là một kiểu lượn sóng nữa. Và cuối cùng đó là chế độ sáng toàn bộ bàn phím. Cái này mình cũng có thể điều chỉnh màu được. Và chúng ta sẽ quay lại chế độ Breezing. Thì nếu mà các bạn muốn, các bạn có thể chỉnh bằng phần mềm. Và nó sẽ tùy chỉnh được cả tốc độ cũng như là độ sáng trên phần mềm luôn. Rất là đơn giản. Và phần mềm của con này thì hỗ trợ hoàn toàn bằng tiếng Anh, cho nên rất là dễ sử dụng. Nếu mà các bạn muốn thì có thể comment hoặc là inbox mình để đặt mua cái sản phẩm này. Với giá của nó chỉ là khoảng 900 ngàn thôi. Đó. Thì bây giờ mình sẽ qua cái phần cuối cùng, đó là cái phần gõ tiếng gõ phím của con này nhé. Các bạn cùng nghe. Đây thì mình đã đưa cái camera gần vào bàn phím hơn để cho các bạn nghe rõ cái tiếng gõ phím. Thì con này do đang sử dụng Blue Switch nên gõ sẽ nghe tiếng khá là to. Và nó sẽ có tiếng clicky kèm với cái khắc gõ rất là sướng. Tuy nhiên thì con này mình thấy khi mà gõ thì nó sẽ tiếng nó sẽ không có quá to và lực gõ khá là nhẹ, phù hợp với những cái game thủ nào mà không thích quá ồn nhưng vẫn thích sử dụng Blue Switch. Mình sẽ gõ thử một đoạn cho các bạn xem nhé. Đấy là đoạn gõ nhanh, mình sẽ gõ chậm cho các bạn xem. Đó, các bạn có thể thấy là vẫn nghe tiếng clicky rất là rõ ràng, tuy nhiên thì lực ấn của nó khá là nhẹ. Thì nếu mà các bạn muốn trải nghiệm thì có thể đến shop mình bấm thử. Với cái giá tầm tiền này thì rất khó mà có thể kiếm được một con bàn phím LED RGB có phần mềm tùy chỉnh LED cũng như là macro. Đấy, thì các bạn có thể nhấp vào link ở dưới phần mô tả, mình đã để link để mình mua hàng. Và nếu các bạn thấy hay thì hãy like và share giúp mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn lần sau nhé. Bye bye.